Xin chào quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh các thầy cô và các em học sinh đang xếp hàng ngay ngắn để làm lễ chào cờ tại sân trước nhà tưởng niệm Bác Hồ tại K9, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hôm nay là 30 tháng 3 năm 2024. Mình có cơ may được đi cùng tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình đang cùng đoàn đang thành tâm để dâng nén hương và sau đó vào bên trong của nhà tưởng niệm. Như các bạn đã biết, khu di tích K9 Đá Trông, đây là nơi Bác và các đồng chí của người đã làm việc, nơi thể hiện tình cảm cao quý của người với bạn bè quốc tế. Cũng tại nơi đây, năm 1969 đến năm 1975 thì thi hài của người được gìn giữ tuyệt đối an toàn. Xin chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn cùng theo chân mình, cùng đoàn mình đi thăm nhà tưởng niệm Bác Hồ. Tiếp nữa là nơi ở và nơi làm việc tiếp khách của Bác. Tiếp nữa là nơi các cái 5 chiếc xe vận chuyển thi hài Bác. Và tiếp nữa là nơi gìn giữ thi hài Bác. Và từng hàng cây, mỗi lối đi vẫn còn đâu đây hơi ấm của người, vẫn vang vọng những lời dạy của người. Về Đá Trông, mỗi người dân Việt Nam như được tiếp sức mạnh, tin tưởng vào tương lai và sự trường tồn của đất nước. Không gian rất là đẹp, nắng cũng đang lên. Một cái không gian tuyệt vời. cháu cũng có ạ. Cháu đang quay chi tiết lại cái khung cảnh đó. Thật là tuyệt vời. Vì sao khu di tích Đá Trông Ba Vì lại được gọi là K9 thì theo cuốn sách Bác Hồ với Hà Tây, trong giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1954 đã không ít lần Bác ghé thăm Hà Tây. Trong sách có mô tả chi tiết rằng Bác Hồ đã đến Hà Tây tổng cộng 61 lần, trong khi đó Bác đến với Ba Vì là 12 lần. Đặc biệt hơn, trong 12 lần ghé thăm Ba Vì thì có đến 9 lần Bác ghé thăm khu núi Đá Trông để sinh sống và làm. Vào tháng 5 năm 1957, trong một lần đến thăm Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 đang diễn tập bên sông Đà, Bác nhận thấy ở giữa ba mỏm đá nhọn tạo thành hình mũi trông khá đặc biệt. Bác nhận thấy nơi đây địa hình hiểm trở, khí hậu ôn hòa, phong cảnh tuyệt đẹp, nơi đây sẽ là nơi lý tưởng để xây dựng căn cứ làm việc cho mình và trung ương, với mục tiêu phòng tránh nguy cơ chiến tranh phá hoại từ Mỹ. Vào sáng ngày 23 tháng 2 năm 1958 thì Bác Hồ quyết định chọn khu Đá Trông làm khu căn cứ trung ương sau khi đến thăm lại nơi đây. Vào thời điểm đó, nguy cơ nổ ra chiến tranh miền Nam Việt Nam đang ngày càng rõ hơn. Và vào ngày 15 tháng 3 năm 1960 thì cuối cùng công trình xây dựng căn cứ trung ương tại Đá Trông đã chính thức hoàn thiện với ngôi nhà 2 tầng theo kiểu cách nhà sàn. Lúc này Bác Hồ quyết định đặt tên cho khu Đá Trông với cái tên mới là khu căn cứ K9. Sỏi thì đoàn mình mới phát ra tiếng kêu. Sỏi đây có một phần nào đó góp phần đảm bảo an ninh cho khu vực tại đây.
À, quay trở lại ngôi nhà, thì ngôi nhà sàn thì gồm có 2 tầng ạ. Đây tầng 1 đây là phòng họp trung ương. Tầng 2 đoạn ta sẽ theo lối cầu thang đầu nhà đi lên thì phòng ở cánh cửa sổ đầu tiên ngay đầu ngồi ngôi nhà là phòng nghỉ của bác ạ. Bên cạnh là một phòng họp nhỏ và 2 phòng khách. Đặc biệt khi lên tham quan tầng 2 thì cô chú anh chị thấy là toàn hệ thống cửa có cái khung màu xanh kìa. Bác cho lắp cửa lưới. Nó có tác dụng là chống muỗi và chống côn trùng rất tốt. Tại đây thì trong quá khứ bác có tiếp 2 phái đoàn khách quốc tế. Vào năm 1961, bác có tiếp phái đoàn của Trung Quốc, dẫn đầu là bà Đặng Dĩnh Siêu, phu nhân cố thủ tướng Chu Ân Lai. Và vào năm 1962, lần thứ 3 đoàn ta thăm là chiếc xe đã trực tiếp làm nhiệm vụ tham gia di chuyển đi Hải Bắc. Và cuối cùng đó là nơi yên nghỉ người trong 6 năm chiến tranh tại đây, từ năm 1969 đến năm 1975 ạ. Quay trở lại ngôi nhà 2 tầng này, ngôi nhà được đơn vị cháu gọi một tên rất thân mật là nhà sàn. Với các bác, các anh chị quan sát thấy kiến trúc của ngôi nhà, tuy rằng được xây bằng đá và bê tông, nhưng đã mô phỏng ngôi nhà sàn làm việc của bác dưới phủ chủ tịch. Khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 59 và khánh thành ngôi nhà này vào ngày 15 tháng 3 năm 1960. Và đặc biệt đối với ngôi nhà sàn, tầng 2 tham quan, các bác anh chị thăm dãy nhà của Trung ương ta, cùng có phòng bếp, phòng ăn của bác và phòng nghỉ các đồng chí phục vụ. Sau đó đoàn mình sẽ lên tầng 2 thăm một phòng nghỉ của bác. Sau khi tham quan xong tầng 2, thì hai đoàn mình sẽ đi theo cái biển chỉ dẫn màu xanh lối đi tham quan kìa. Đoàn sẽ xuống tham quan điểm thứ hai, đó là vị trí đá trông và tham quan các điểm còn lại. Đã xin mời đoàn ta di chuyển ở bên này. Đấy. Phòng ăn. Quá nhưng mà rất giàu ấy. Thế nào mà giàu? À, lại đi sang phòng bếp. Bếp thì hiện đại đấy, tiêu chí hiện đại, nhà cũng là làm theo kiểu là hai tầng. Đây. Giải sỏi con đường tập thể dục. Đấy, phòng làm việc của bác này. Phòng nghỉ của bác. Thay đổi liên tục ấy, chứ không ngủ một chỗ đâu. Đây có một ngôi hầm chỗ ẩn sâu, rất là sâu. Hầm chỗ ẩn. Hầm chỗ ẩn. Đấy, mời các bạn xem quanh hầm chỗ ẩn.
Trông. Đây là hòn đá trông. Đang tư thế cúi uống nước sông Đà ở chân đồi phía tây, làm cho dòng sông đang xuôi dòng cuộn chảy từ Hòa Bình về dòng sông dưới đây. Gặp đầu dòng nhô ra uống nước, dòng sông Đà đã chuyển hướng ngay dưới chân đồi này. Trước đây người địa phương đã lập miếu nhỏ thờ thần sông thần núi của khu vực. Và đến năm 1996 thì đơn vị Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bắc đã tôn tạo lập thành bàn thờ thần linh và tưởng nhớ vị trí năm xưa Bắc đã dừng chân, có thể nói là một vị trí lịch sử rất quan trọng để đá trông trở thành địa chỉ cách mạng như ngày hôm nay. Và sau chuyến thăm năm 1958 của Bác ạ, khi Bác đi khảo sát thì thấy rằng dưới chân núi Ô Rồng có bãi đất trống rộng tự nhiên mà trực thăng của ta hoàn toàn có thể lên xuống tại đây được. Sông Đà ta có hai hướng di chuyển, sang tỉnh Phú Thọ bên kia sông Đà, từ đây lên vùng Tây Bắc an toàn khu, hoặc sông Đà sẽ chảy vào dòng sông Hồng, ta xuôi về trung tâm Hà Nội khi cần thiết. Tỉnh lộ 87 xuôi trung tâm Hà Nội khoảng 70 cây số, vậy là đá trông có núi kề sông, thuận lợi ba con đường giao thông. Người đã quyết định giao cho Cục Doanh trại Quân đội làm công tác chuẩn bị để xây dựng các công trình tại khu vực đá trông này. Để đảm bảo an toàn thì đá trông được đổi mật danh là Công trường 5 của Trung ương. Từ tháng 3 năm 1960, Công trường 5 đổi tên là khu căn cứ K9, gọi tắt là K9 ạ. Vậy là K9 được gọi từ sau lễ khánh thành công trình nhà làm việc của Bác Hồ tại khu căn cứ của chúng ta. Và cho đến năm 1969 khi Bác Hồ qua đời thì K9 được xác định là một trong hai địa điểm nhiều nhất của tỉnh Hà Tây được đón Bác về thăm và làm việc. Năm 1969, Bác qua đời, Đảng Nhà nước quyết định tìm một địa điểm bí mật bảo vệ thi hài của Bác. Địa điểm này phải thực sự là thuận lợi giao thông, yên tĩnh, xa Hà Nội, để có tình huống ta sẽ bảo vệ di chuyển thẻ của người. Và K9 đã vinh dự được lựa chọn. Sau lễ quốc tang, thi hài Bác được đón sang công trình 75A tại Viện 108 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ y tế ở đây. Bộ đội công binh nhận nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương bắt đầu lên K9 xây dựng ngôi nhà đặc biệt, nhanh chóng khẩn trương đón Bác lên để phòng chiến tranh tại thủ đô Hà Nội. Và ngay sau khi công trình hoàn thành, tháng 12 năm 69, K9 đổi tên là khu căn cứ K84 để tránh lộ bí mật. Và K84 là phép tính cộng của hai mật danh K9 và 75 công trình bảo vệ thành phố Hà Nội, 75 cộng 9 bằng 84, khu căn cứ đổi tên để bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn an toàn thi hài của Bác. Tuy nhiên trong 6 năm đó, vì tình hình địch hỏa và thiên tai lũ lụt, chúng ta đã nhiều lần phải tổ chức di chuyển thi hài của người. Ngoài công trình ở Hà Nội, công trình tại Đá Trông thì có một căn cứ bí mật khác nữa nằm ở bên kia sông Đà. Và cụ thể chi tiết như thế nào thì cho trân trọng mời các bác của đoàn, ta sẽ di chuyển ra thăm nhà xe trưng bày. Tại đây thì có 5 chiếc xe ô tô được trưng bày tại đó. Các đồng chí đã giới thiệu với các bác về các cụm hành quân, di chuyển thẻ các kính yêu và lối đi tham quan, và các bác đi con đường ở phía bên cạnh ta việc chỉ dẫn đây. Lối tham quan xuống đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới một nơi để những chiếc xe di chuyển thi hài của Bác. Ồ, những cây thông. Đây cây ta. Xin chào. Lên dốc các ông các bà đi qua. Đấy. Có thời gian đâu. Anh ơi, vào trong đấy đi ăn thôi, mình chưa đi hết được. Suốt ngày rồi. Tối là chúng nó đã đặt lịch rồi, mai ăn cơm rồi. Phía sau các bác còn nữa không để chờ đoàn đầy đủ và cứ để đầy đủ sau bên cặp xe gọi là UAT thương hay còn tên gọi là xe hồng. Chiếc xe này để trưởng thi hài Bác là ở Hà Nội sau khi bóng Bác chúng ta là mất tại ngôi nhà sau đập của tỉnh. Chiếc xe UAT thương này đưa thi hài Bác về gần quân đội 18 và dừng chữ ở đó
đến ngày mùng 5 lại chuyển ra quảng trường Ba Đình để làm cái không gian. Và đến ngày mùng 9 khi làm lễ tang xong, chiếc xe của bác cứu thương này lại chở bác về viện quân y cơ động 18. Và sau đó thi hài bác được gìn giữ ở viện quân y cơ động 18 là trong 3 tháng đầu. Và trong 3 tháng đầu đó thì công trình gìn giữ thi hài bác ở đây lên đang mới xây dựng. Tức là bác mất mùng 2 tháng 9 mùng 10 khởi công và chỉ có 3 tháng 5 ngày là công trình gìn giữ thi hài bác ở đây được hoàn thành. Và sau khi được hoàn thành, tâm trưởng bác lên đây vào ban đêm, đó là đêm ngày 23 và ngày 24 tháng 10 2009. Cháu xin được tất cả chút. Đứng xếp hàng gọi vào. Dìm bạc cầu. Toàn người đang tiến về rất là đông. Học sinh. Khu tưởng niệm.
và tham quan. Giữ gìn thi hài Bác Hồ ở một đất nước nhiệt đới và phải di chuyển đi xa, song vẫn bảo tồn được hình thể lúc người còn sống. Chỉ thưa với đoàn, kết luận đó cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sau này vào các ngày giỗ Bác, ngày lễ Tết hàng năm, các đồng chí trung ương đảng đều tổ chức nơi đây viếng Bác. Ngay cả các đồng chí trung ương ở cùng miền Nam khi ra miền Bắc công tác cũng tranh thủ lên đây viếng Bác ở công trình này. Lúc đó tại công trình này luôn luôn diễn ra các sự kiện quan trọng như vậy, nhưng về mặt an ninh là đảm bảo tuyệt vời để không hề lộ ra đâu. Đấy là quá trình ta giữ gìn thi hài Bác Hồ đây đã diễn ra những sự kiện như vậy. Thế còn về hệ thống công trình thì xin thưa với đoàn, công trình này hiện nay đơn vị chưa được phép tổ chức khách vào bên trong, bởi vậy là chúng ta không được quan sát hết toàn bộ hệ thống công trình, mà các đoàn khách đến đây ta chỉ di chuyển qua cửa sổ và đơn vị mở cửa sổ nhìn thẳng vào bên trong, sẽ quan sát được vị trí ta đang sử dụng làm thức tập về cho Bác Hồ. Tại phòng đó đơn vị vẫn còn trưng bày cái quan tài kính. Chiếc quan tài kính đó ta đã sử dụng để giữ gìn thi hài Bác Hồ trong suốt 6 năm chiến tranh. Và xin thưa với đoàn, cái thiết bị mà dùng để giữ gìn thi hài Bác Hồ là theo tiêu chuẩn y tế đặc biệt. Và vì đơn vị của cháu không gọi là quan tài kính mà gọi là cái thiết bị y tế đặc biệt nhé. Vâng. Thế còn hệ thống công trình hậu độ sâu là 6 mét khi cần thiết, chúng ta mới phải sử dụng cái công trình đó. Ví dụ như xung quanh khu vực này nhận định cảm thấy không được an toàn thì mới phải di chuyển thẻ vào trong khu vực hầm. Mặc dù chỗ độ sâu như vậy, nhưng với cái điều kiện phải đảm bảo là khi di chuyển thi hài Bác Hồ, Bác phải nằm song song so với mặt đất, không được đẩy nghiêng hay là dốc thi hài Bác. Cho nên các đồng chí đã thiết kế một cái hệ thống đường dây chiều nghiêng khoảng 60 độ và di chuyển lên xuống trong khay cả một cái chén nước đầy nhưng nước không sẵn ra ngoài. Như vậy ta hình dung ra cái độ thăng bằng của đường dây rất lớn nhé. Còn đấy là về cái hệ thống công trình bảo quản giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu với ta. Sau đây kính mời các bạn chủ nhà toàn thể các cô chú và các anh chị ta di chuyển qua đây đến cửa sổ nhìn vào. Đoàn mình lưu ý vui lòng tắt máy điện thoại, không chụp ảnh trong công trình nhé, mình chỉ quan sát công trình đấy ạ. Không chụp ảnh. Các anh chị lưu ý mình không chụp ảnh trong công trình ạ. Không được chụp ảnh. Thôi mình off rồi. Nhìn các em học sinh rất nét và vui tươi dắt tay nhau đi về sau buổi tham quan khu di tích, rút ra được nhiều bài học và ý nghĩa trong cuộc sống, không ngừng phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi của Bác. Ngày phải quay lại ý thức rác rất là nhiều, các khách du khách tham quan các lứa tuổi nên là không quản lý được rác này. Dưới hàng là dâm bụt xanh đẹp, vẫn có chai lọ nhựa. Mỗi nơi mình đi, mỗi nơi mình đến có cái gạo đẹp quá, cảm xúc và tình cảm đặc biệt dành cho nơi ấy. Nên này hôm nay mình đến khu K9, mình có dành tình cảm đặc biệt và rất là trân trọng, trân quý, được may mắn được sống trong thời bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Mình giữ gìn thi thể Bác mình nhiều năm, đến nay đã 55 năm. Hôm nay ta là về thăm nơi này, ba vì trời đất đẹp thay, đã trông K9 nơi đây 15 69 đến năm 75. Đấy. 6 năm Bác đã yên nằm nơi đây. Về thăm K9 nơi này hôm nay. Chia tay ta lại, hẹn ngày gặp nhau. Hay quá. Dạ bà Hiền. Bố tất. Chúng ta những thế hệ đi sau ghi nhớ mãi những lời của Bác đã nghỉ hưu hay vẫn còn công tác, đóng góp sức mình đưa đất nước đi lên, kiên định mục tiêu theo chủ nghĩa Mác Lênin, giữ trọn niềm tin theo con đường của Bác, đoàn kết giúp nhau hoàn thành sứ mạng lịch sử trao cho Bác đã trao cho, đấu tranh cho độc lập tự do, cho mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh, tăng cường sức mạnh, đưa nước ta sánh cường quốc năm châu. Năm mới đến rồi, ta lại giúp nhau nhớ lời Bác.
phải luôn luôn đổi mới, hãy đoàn kết và cùng nhau vươn tới những đỉnh cao của xã hội loài người. Chúc chúng ta luôn mạnh khỏe yêu đời, chúc các gia đình vui tươi hạnh phúc. Xin cảm ơn.